Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi ăn một quán phở. Đây là phở 58 Nguyễn Khuyến. Nó được chuyển về đây. Chuyển về đây. Ngày xưa Nguyễn Khuyến đông mình ăn này. Bây giờ chuyển về khu này, nó gọi là khu Huỳnh Thúc Kháng. Rất là sạch sẽ. Cho em bắt tải chín đi. Ok. Quán bây giờ rất là đẹp. Rất là đẹp. Rất là khang trang, chính xác rồi. Giờ họ mới chuẩn bị ớt rất là tươi, chanh rất là sạch sẽ, rất là tươi. Đây, rất là tươi. Giấm ớt rất là tươi, trắng, ngon. Đây là tương ớt đấy. Tương ớt rất là chuẩn các bạn ạ. Hột tiêu rất là sạch sẽ. Chưa? Một sự rất là sạch sẽ. Chỉ là hộp này. Rất là sạch sẽ. Các bạn thấy không gian không? Giấy dán tường rất là sạch sẽ đấy. Rất là rộng. Đủ cho tất cả mọi người. Ấy. Có điều hòa kìa. Điều hòa, điều hòa. Và mùa hè. Đấy. Cảm ơn chị. Quẩy rất là ngon. Quẩy này quẩy mềm, cứng không được nóng. Hiện tại đang thiếu đúng, đang sớm quá, có thể là chỉ có thiếu đúng duy nhất là gì biết không? Thiếu đúng nước mắm. Cảm ơn chị nhé. Thank you chị nhiều. Bát phở sẽ trông như thế này. Rất là nhiều hành. Mình gọi nhiều hành. Giờ phút này mình sẽ cho tiêu vào. Ăn bát phở phải cho tiêu. Mới ngon được các bạn ạ. Từng ớt đây rất đặc biệt nhé. Cho vừa vừa thì cũng cay lắm. Ở đây thì các bạn tỏi thế này thả ngon, ớt chanh các bạn nên để vào trong một cái thìa vật đấy, không có hột thì mình cho vào tốt nhất. Đấy, đại khái như vậy cho mình đào lên tái chín này, mỏng thịt rất là mỏng. Bánh này là bánh Nam Định, bánh này bánh to, bánh Thái. Thái như là loại dày. Bánh này khó quyện. Bánh này nếu mà ai biết ăn thì được ngon. Ngon quá. Béo ngậy.
vừa đủ luôn, không phải cho thêm gì. Nhiều nơi phải cho thêm gì nhỉ, nhiều nơi phải cho thêm nước mắm, nhưng mà đây không cần. Ngon, tuyệt vời luôn. Bánh này nào ăn ngậy. Nói rõ vừa này là phở nước mắm nhé. Ngon là nước mắm. Một ngày đây bán hàng nghìn bát. Hàng nghìn bát các bạn nhiều đấy. Giờ hơi sớm vắng. Thơm. Các bạn xứng đáng với thưởng thức nếu bạn nào thích phở Nam Định, phở nước mắm. Còn thích phở Hà Nội là ngọt kiểu khác là khơi. Siêu ngon. Gọi là thực đã luôn rồi. Đỉnh cao bột phở. Các bạn cứ bảo farm phu tức tử không? Ăn phải ngon, ngon nhất thì tôi có thể. Đã là ăn uống thì ăn là nhiều nhất khả năng có thể. Ngon nhất khả năng có thể. Dù ăn mì ở Nhật Bản hay Hàn Quốc là phải mút chụt thì nó là ngon, nó theo văn hóa.
đối với phở ngon nhất là nước. Bí kíp tất cả là chỉ ở nước thôi. Còn cách chọn thực phẩm thì lâu ngày thì các bạn sẽ biết. Những nước đó là bí quyết. Nhiều người đi ăn phở bỏ nước. Ai mua ở đâu được? Bánh phở. Thịt bò này biết chọn là sẽ ngon. Nước phở không thể nấu được. Tớ thà ăn hết nước còn hơn là ăn hết cái. Trên khắp Việt Nam chúng ta rất là nhiều những loại nước khác nhau. Cho nhiều bạn không hợp hay đánh giá, nhưng mình không đánh giá. Mình hợp tất cả. Đối mình ở đâu cũng là 10 điểm. Trừ khi dở quá 8 điểm. Không đi giày. Rất là ngon các bạn, siêu ngon luôn. Sẽ gửi tiền chị ơi. Chuyển khoản rồi. Em gửi tiền. Có quậy ạ. Vâng. Vâng. Ok. Vâng. Ok. Được. Ngân hàng Á Châu rồi. 50k. Mai Xuân Tưởng. Trước có một bạn đến cũng Mai Xuân. Mai Xuân Tưởng. Mai Xuân Tưởng. Đường hay Tưởng? Tưởng. Ôi không nhận ra cái mặt. Quên luôn nhầm ấy cái mặt đấy. Đường phải có mặt mới chuyển chứ. Ờ cảm ơn ạ. Vâng. Không tại vì là nó mình dùng Face ID thì có mặt mình thì là chuyển được. Đăng ký ai cho đăng ký được cái đấy? Nhưng mà nhiều khi cái bạn không thì chị em mà có hôm thì bình thường, có hôm thì trang điểm đấy kiểu nó khác. À không, kể cả pin mặt được, điện thoại đời mới được pin mặt được. Vậy hả? Pin mặt này được. À. Có nghĩa là nó sẽ ấy cho mình rất là nhiều thứ để pin mặt được hết. Cái để nó nhận. Và qua ánh mắt hoặc là tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Trong mắt. An toàn ạ. Chúng ta phải an toàn. Cứ an toàn. Nhanh nữa, mình đi đâu mình không nhanh. Nhiều khi mà mình cũng tay chân với chị em, mà nhất là đi xe rồi còn đeo vô tay khẩu trang rất thử. Đúng rồi. Em cảm ơn nhé. Cảm ơn em. À. Ăn được không em? Em ăn ở đây cũng phải chẳng không nhận ra em ăn từ khi chuyển từ Nguyễn Khuyến về đây. Vậy ăn hả? Từ Nguyễn Khuyến từ năm 9 mấy. Ôi giời, khách vượt. Nhưng chẳng qua nhà mình chuyển về nữa. Dưới Cầu Giấy thì thỉnh thoảng có việc đi ở đây thôi. Ừ, đây nhớ đến nhà hàng. Vâng. Xã nhà mình bây giờ ngày bán 1000 bát phải hơn nữa. Bây giờ ấy lắm, bây giờ kinh tế sinh thái ảnh hưởng nhiều lắm. À, ngày xưa anh đi về đây là anh ngồi ở đây này, thì thời còn chưa ở đây đúng không? Còn ở Nguyễn Khuyến ngay đầu ở chỗ đầm có Tử Giám, nhưng nhà bên tay trái thì có Tử Giám vào nhỏ ấy. À, cứ em cảm ơn nhé. Bây giờ mình đi về thôi. À, đi về. À, ok.